Bến xe Mỹ Đình là nơi tập trung hầu hết lượng xe chở khách đi các tuyến tỉnh phía Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và một phần của tỉnh Lai Châu đều phải đi qua cầu Thăng Long. Từ ngày 28 tháng 7, để phục vụ sửa chữa bề mặt cầu Thăng Long, các xe chở khách, ô tô chạy qua cầu đã được phân luồng đi sang các cầu khác như cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì. Sự thay đổi này khiến cho các xe chở khách phải chạy thêm một đoạn đường khoảng 10 km với thời gian là 15 phút cho mỗi lượt so với lộ trình cũ khi đi qua cầu Thăng Long. Với việc phân luồng này thì ít nhiều thì cũng bị ảnh hưởng đến lộ trình của các nhà xe đi từ bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh phía Tây Bắc. Tuy nhiên là nó chỉ thay đổi nhỏ, do đó là cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Tuy nhiên bến vẫn cứ phải tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên trên loa để nhắc nhở lái phụ xe nghiêm túc thực hiện với sự phân luồng này để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian sửa chữa tầng 2 cầu Thăng Long, Sở Giao thông Vận tải đưa ra phương án tổ chức giao thông cho xe khách tuyến cố định liên tỉnh có điểm đầu, điểm cuối tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội và đến bến xe Mỹ Đình theo hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Trước khi chưa làm cầu Thăng Long thì lái xe rất là vất vả khi vận hành trên cầu vì mặt cầu quá xấu. Nay là được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng cho anh em chạy cầu Nhật Tân thì rất là thoáng. Cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là anh em về đúng giờ và sớm hơn mọi ngày là 15 phút. Dự án sửa chữa cầu Thăng Long do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư sẽ thực hiện thay thế các khe co giãn đã bị hư hỏng, sửa chữa lề bộ hành, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. Theo kế hoạch, từ ngày 28 tháng 7, các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông thử, hạn chế xe qua cầu Thăng Long và từ ngày 8 tháng 8, chính thức cấm xe qua cầu để triển khai thi công trên mặt cầu nhằm hoàn thành trong quý 4 năm 2020.